Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá, kênh cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày. Và sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Anh Đức tái xuất trong trận Hoàng Gia Lai và Thanh Hóa, đội bóng phố núi nguy cơ rớt top 4 V-League. Dù chơi hay hơn và tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng Hoàng Gia Lai đã không thể tận dụng để giành trọn vẹn 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Lee Ti-hun đến làm khách trên sân của Thanh Hóa mang theo rất nhiều hy vọng khi họ đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng V-League. Quyết tâm của Hoàng Gia Lai được thể hiện ngay ở những phút đầu tiên khi họ ép sân, liên tục đặt khung thành của thủ môn Bá Sơn vào tình trạng báo động đỏ. Những đường truyền của Lương Xuân Trường tiếp tục cho thấy sự lợi hại, tuy nhiên thì các đồng đội như Chevrolet hay Trọng Sáng lại không thể tận dụng thành công. Càng chơi càng hưng phấn, những Xuân Trường hay Văn Thanh đích thân dứt điểm khi hết vô lê rồi lại vuốt bóng. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa mỉm cười với đội bóng phố núi. Vượt qua quãng thời gian khó khăn đầu trận, chủ nhà Thanh Hóa dần bắt nhịp với tốc độ của trận đấu. Hàng thủ được tổ chức một cách ổn định. Hoàng Gia Lai duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không còn tạo ra nhiều cơ hội như trước. Bước sang hiệp đấu thứ hai, Hoàng Gia Lai vẫn là đội chơi ép sân, tuy nhiên cơ hội chỉ đến với hai đội một cách nhỏ giọt. Có lẽ tình huống nguy hiểm nhất là cú vô lê trước khung thành đã rộng mở của Chevrolet. Đáng tiếc là bóng lại đi chạch khung thành. Có lẽ điểm đáng chú ý nhất đó là sự trở lại của anh Đức khi anh thay vị trí của Minh Vương. Tuy nhiên, việc Xuân Trường rời sân khiến cho Hoàng Gia Lai mất đi những đường mở bóng và tổ chức tấn công sáng nước. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0. Với một điểm có được, Hoàng Gia Lai mất cơ hội bám đuổi các đội đứng phía trên như Sài Gòn, Viettel hay Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là họ có nguy cơ trượt khỏi top 4 nếu các đội phía sau giành kết quả tốt. Tiền vệ Phan Văn Long, sự trở lại của Di Maria Việt Nam. Phan Văn Long hiện đang thể hiện một phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ SHV Đà Nẵng. Chính sự xuất sắc của cầu thủ người Quảng Nam này đã giúp cho đội bóng sông Hàn nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6, đồng thời mang đến cho anh cơ hội rất lớn là được khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngày 11 tháng 9 năm 2014 sẽ là một cột mốc không thể nào quên đối với Phan Văn Long, cũng như gia đình của chàng trai quê Quảng Nam này. Phút thứ 66 của trận bán kết U19 Đông Nam Á 2014 giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar, Văn Long từ cánh phải thoát xuống, có bóng trong vòng cấm. Anh không dứt điểm mà quyết định đẩy thêm một nhịp sát vòng 5m50. Trong thời điểm thủ môn của Myanmar đã khép góc, đồng thời tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn là cực khó, Văn Long đã khiến cho cả sân Mỹ Đình bùng nổ. Anh vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ, đưa bóng vào lưới U19 Myanmar trong sự bất lực của thủ môn đội bạn. Góc hẹp, bình luận viên truyền hình chỉ có đúng một giây để mô tả quyết định xử lý không thể tin nổi của Văn Long. Bàn thắng được ví như siêu phẩm của tiền vệ ngôi sao Di Maria của đội tuyển Argentina là khoảnh khắc kỳ diệu giúp cho cầu thủ Đà Nẵng vụt sáng giữa một rừng sao đến từ Học viện Hoàng Gia Lai GMG. Biệt danh Long Maria cũng gắn liền với cầu thủ này từ đây, cho dù những người yêu mến anh cho rằng từ động tác xử lý bóng, xử lý và dứt điểm, bàn thắng của Văn Long giống hệt bàn thắng kinh điển của huyền thoại Dennis Bergkamp của tuyển Hà Lan. Trong trận tứ kết World Cup 1998, số 8 của Hà Lan đã chỉ mất 3 nhịp để khống chế, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm làm tung lưới tuyển Argentina. Sau bước khởi đầu như mơ, Văn Long được đưa lên đội 1 Đà Nẵng từ mùa giải 2015, nhưng ở môi trường giàu tính cạnh tranh và cùng với một nhà cầm quân luôn yêu cầu rất cao như cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, cơ hội dành cho tiền vệ người Quảng Nam là không nhiều. Suốt 2 mùa giải đầu tiên, anh chỉ có vỏn vẹn 55 phút ra sân tại V-League. Vậy nên, khi mà những đồng đội ở lứa U19 năm 2014 như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường nối nhau xuất ngoại, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng vươn lên đội tuyển quốc gia, thì Văn Long chỉ biết làm bạn với bàn ghế dự bị. Đến tận năm 2017, anh mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho Đà Nẵng tại sân chơi chuyên nghiệp. Đó là pha lập công vào lưới than Quảng Ninh trong khuôn khổ cúp quốc gia. Văn Long là mẫu người ít nói, sống thầm lặng, không tìm được chỗ đứng tại câu lạc bộ, niềm tin và phong độ đi xuống, Văn Long mất suất ở cấp câu lạc bộ đội tuyển quốc gia. Phải đến khi chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đến thì cầu thủ đất Quảng mới được phát hiện và có mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự M150 Cup 2017 tại Thái Lan. Phút 54 của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, Văn Long được thầy Park trao cơ hội đưa vào sân. Chỉ 10 phút sau, anh di chuyển rất thoáng bên cánh trái, đón đường chuyền từ phía đối diện của đồng đội. Một nhịp khống chế, một cú khứa lòng tinh tế thành bàn. 5 phút sau,
Anh xoay người nhẹ nhàng ở trung lộ, tung ra đường chọc khe cho Công Phượng băng xuống, ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho U23 Việt Nam. Từ bàn thắng kinh điển vào lưới U19 Myanmar phải mất 3 năm, 2 tháng và 28 ngày, cái tên Văn Long mới được người hâm mộ nhắc đến nhiều như thế. Bàn thắng vào lưới U23 Myanmar đã đưa Văn Long trở lại sau thời gian dài chìm trong khó khăn. Thế nhưng một lần nữa, cơn ác mộng chấn thương lại ập đến với anh. Những phút cuối trận đấu giữa U23 Myanmar, Phan Văn Long tái phát chấn thương cơ háng ở mức độ nghiêm trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải gạch tên anh khỏi danh sách U23 Việt Nam. Tại Thường Châu một tháng sau, Phan Văn Đức, người được triệu tập bổ sung thay cho Văn Long chấn thương, đã trở thành một trong những người hùng của U23 Việt Nam. Bộc lộ năng khiếu từ nhỏ nhưng do hoàn cảnh gia đình nên sau khi học văn hóa, Long thường phải theo ba mẹ ra đồng làm việc. Nhưng những buổi trốn gia đình đi đá bóng đã giúp cho Long rèn giũa kỹ năng trời cho, đồng thời trở thành một cầu thủ quan trọng của đội bóng nhà trường. Long giấu gia đình để đi thi tuyển bóng đá, nên chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi trên tỉnh gửi giấy báo con đỗ vào lớp năng khiếu bóng đá của Đà Nẵng. Biết con mê bóng đá, nhưng nhà nghèo ngày nào đi học về cũng theo ba mẹ ra đồng thì lấy đâu ra thời gian mà đá bóng, bà Huỳnh Thị Tiến, mẹ Phan Văn Long chia sẻ. Bố mẹ Long rơi vào hoàn cảnh khó xử khi Văn Long mới 11 tuổi, còn quá bé đã phải xa gia đình. Gia đình không có bà con thân thích ở Đà Nẵng nên việc Long ra ngoài đó học, đá bóng, chúng tôi hoàn toàn nhờ cậy các thầy ở đó. Lúc đó mỗi tuần một lần tôi bắt xe ra thăm con, nhưng sau Long đã quen rồi nên tôi rất ít khi ra thăm cháu. Ra Đà Nẵng thăm con, nhìn con họ được bố mẹ sắm sửa, đủ thứ, từ giày dép đến quần áo mới, còn Long dùng đồ cũ, nhiều lúc ra về tôi ứa nước mắt. Cũng may là Long là đứa ngoan ngoãn, biết lo cho bố mẹ nên rất cố gắng và cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì, bố Long chia sẻ. Huấn luyện viên Phan Công Thìn, thầy của Văn Long cho biết, em ấy rất hiền, ít nói, sống trầm lặng, có tinh thần cầu tiến. Về kỹ năng, Long có kỹ thuật và tư duy chơi bóng của một cầu thủ tài năng, kỹ năng dứt điểm đa dạng, đặc biệt là Long dứt điểm bóng sống thuộc một dạng hiếm của bóng đá Việt Nam. Quả thật là sau những năm tháng rèn giũa, Văn Long trở thành trụ cột của Đà Nẵng đoạt chức vô địch U17 quốc gia 2013. Tại giải năm đó, Văn Long cũng giành luôn danh hiệu cao quý là vua phá lưới và cả cầu thủ xuất sắc nhất giải. Vượt qua nỗi buồn chấn thương tại Thái Lan năm 2017, Văn Long trở lại đội bóng sông Hàn, nỗ lực tập luyện. Mùa giải 2018, anh lần đầu tiên ghi bàn tại V-League. Năm tiếp theo, Long ra sân 25 trận cho Đà Nẵng, đồng thời vượt mốc 1.000 phút thi đấu, trong đó anh ghi 2 bàn trong 3 trận cuối của mùa giải. Nhưng cũng phải đến V-League 2020, Văn Long mới chính thức khẳng định được tài năng và vị thế ở đội bóng sông Hàn. Đầu mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức thua liền 3 trận và đối mặt nguy cơ xuống hạng. Nội bộ đội bóng bộc lộ dấu hiệu lục đục. Kết quả trận gặp Quảng Nam ở vòng 4 được coi là quyết định cho số phận của ông thầy họ Lê. Trong trận này, Văn Long tỏa sáng rực rỡ, anh ghi bàn và góp công lớn vào chiến thắng hoành tráng 6-1 của đội nhà. Tiền vệ từng được mệnh danh là Di Maria Việt Nam đã trở lại thực sự, Đà Nẵng gặp khó trước Hoàng Anh Gia Lai. Văn Long xuất hiện đúng lúc, ghi bàn gỡ hòa. Đội bóng sông Hàn sau đó lật ngược thế cờ và thắng chung cuộc 3-1. Văn Long đã làm lu mờ những Văn Toàn, Minh Vương, Việt Hưng, Văn Thanh, Hồng Duy. Trên sân Thống Nhất vẫn là pha bóng đúng lúc, đúng chỗ, Văn Long với một cú dứt điểm vừa đủ để đánh bại thủ thành đối phương. Tiền vệ 24 tuổi giúp cho Đà Nẵng có bàn thắng đầu tiên trên sân khách tại V-League năm nay. Đồng thời, anh chính là ngôi sao sáng nhất của trận đấu này, cho dù bên kia còn có những Công Phượng hay Phi Sơn. Trong trận tiếp đón đương kim vô địch Hà Nội tại vòng 9 V-League 2020, Văn Long tiếp tục nổ súng giúp cho Đà Nẵng có một điểm trên sân nhà. Đây là bàn thắng thứ tư mà cựu tuyển thủ U23 Việt Nam ở mùa giải năm nay cùng Công Phượng dẫn đầu danh sách dội bom các chân sút nội. Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của cậu học trò, huấn luyện viên Lê Hình Đức đã không tiếc lời khen ngợi và ông cho biết: trước đây Văn Long cũng chơi tốt nhưng chưa có duyên ghi bàn. Nhưng năm nay tôi nghĩ là cậu ta đã tìm lại bản năng săn bàn. Với cảm giác cầu môn rất tốt, phong độ gần đây của Long là rất ấn tượng. Cậu ấy ghi bàn đều đặn qua từng vòng đấu. Tôi mong giữ được phong độ như thế này để có thể được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung gần nhất. Đà Nẵng đã hồi sinh ngoạn mục từ vị trí nhóm cầm đèn đỏ, đội bóng sông Hàn thắng 3, hòa 3 trong 6 trận gần đây để áp sát nhóm đầu, mở ra cơ hội tranh chấp chức vô địch. Công đầu là sự xuất sắc của Văn Long, cầu thủ người Quảng Nam, đa năng. Ngoài vị trí tiền đạo, anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh trái, cánh phải và rất thích hợp với vị trí tiền đạo biên nhờ tốc độ và khả năng phối hợp. Ngoài ra, thay vì bám biên mùa giải năm nay,
anh được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bố trí thi đấu ngay dưới hai tiền đạo, được thi đấu tự do hơn, tận dụng khả năng tăng tốc và sút xa rất tốt. Văn Long đã ghi những bàn thắng quan trọng và chứng tỏ bản năng sai bàn của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang theo dõi rất kỹ phong độ của cậu học trò cưng Văn Long. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Long Di Maria xuất hiện trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam. Trong tình cảnh khó khăn về nhân sự trên hàng công, Văn Long rất có thể sẽ là họng súng trong tay áo của ông thầy người Hàn Quốc cho những cuộc chiến cam go ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.